Vâng, hello, xin chào các anh em nhé. Hôm nay Sơn xin giới thiệu nhanh cho anh em một chiếc xe Innova đời 2019. Xe này là màu trắng, chạy được với 39.000 km rồi. Sơn đi nhanh qua một chút xíu về ngoại thất của xe để anh em có thể là tham khảo được ngay. Đó, đây là hình thức bên ngoài xe đã được kiểm định 176 hạng mục và xe được bảo hành chính hãng luôn anh em nhé. Xe này với mức chào bán đang là 680 triệu, để cái giá là giá chào bán thôi. Còn khi anh em tới xem trực tiếp thì có thể thương lượng lại. Xe này thì bên Sơn đang hỗ trợ khoảng tầm 70%. Xe này thì anh em chỉ cần chuẩn bị trước cho bên Sơn khoảng tầm 220, 230 là mình có thể nhận được xe rồi.